Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội, khu đô thị hướng tới mục tiêu khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới đang được các bên liên quan gấp rút triển khai. Báo cáo về tổng thể dự án cũng như thực trạng công tác chuẩn bị triển khai dự án hiện nay với ông Tetsuo Saito, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng giao thông và Du lịch Nhật Bản, lãnh đạo công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội cho biết đang nỗ lực hoàn tất tất cả công tác chuẩn bị cần thiết để sẵn sàng triển khai dự án, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Thành phố hướng tới là khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới, áp dụng những công nghệ mới nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hướng tới một mô hình thành phố bền vững nhờ sống xanh và ứng dụng công nghệ hiện đại góp phần thúc đẩy sớm hoàn thành cam kết của chính phủ Việt Nam tại COP26 về việc đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050 và kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030. Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội do công ty cổ phần đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội liên doanh giữa tập đoàn Sumitomo Nhật Bản và tập đoàn BRG Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư là 4,2 tỷ đô la Mỹ, tổng diện tích gần 272 ha tại huyện Đông Anh Hà Nội.